Săn về bà con ơi. Bà con sắp có săn lại rồi nha bà con. Giờ bà con đang chờ chuẩn bị đổ săn đó cô chú anh chị các bạn ơi. Săn thì hết, dầu thì còn. Bà con đang lại tìm săn đổ, đang chờ nhập bồn mới có săn cô chú anh chị. Bà con chờ được không? Nửa tiếng nữa. Bà con đang đứng đợi đổ xăng của chú anh chị các bạn. Rồi mỗi ngày mỗi đông luôn. Bà con đang di chuyển lần lần lại cây xăng mọi người ơi. Rồi chuẩn bị bơm xăng nha cô chú anh chị các bạn. Nhảy đồng hồ rồi. Rồi, mỗi ngày mỗi đông luôn mọi người ơi, bà con quá chừng đợi xăng nhập về chuẩn bị đổ nữa mọi người ơi. Đây, xăng ở đây thì đang nhập. Rồi bây giờ bắt đầu đổ xăng nha cô chú anh chị các bạn. Xăng đã có rồi nha. Hình bây giờ thì bà con đang kéo đến cái xăng này rất là đông mọi người ơi. Giờ tới chiều bắt đầu đứng suốt nữa rồi. Bây giờ là đã chỉ đổ 50 thôi nha, không có đổ đầy bình đâu. Con giờ di chuyển ngày càng đông của chú anh chị lại cái xăng này á. Khu vực này không còn cái xăng nào mở cửa ngoài cái xăng này nha. Khu ơi, phải chịu, phải chờ chứ sao giờ, phải sắp hàng chứ, giàu nghèo cũng phải sắp hàng đúng không chú Tú? Thời buổi bây giờ là xăng xăng là vàng đúng không? Tại vì tất cả những cây xăng vòng vòng đây là đóng cửa hầu như là muốn hết rồi. Bà con tới đây ngày càng đông hơn của chú anh chị các bạn ơi. Rồi full tiếp rồi của chú anh chị các bạn ơi. Bên kia có cái cẩu đó là mình cái đường. Rồi, xe xăng vừa gài bến. Cảm ơn anh nha anh trai. Bây giờ bắt đầu xe hơi, nối tiếp xe hơi đó, cô chú anh chị các bạn ơi. Quá trời quá đất rồi. Nóng. Quá trời nóng ở khu vực này luôn cô chú anh chị các bạn. Đó, full tiếp. Này chứ 9 giờ tối, 9 giờ tối 11 giờ đêm nữa. Thật sự kinh khủng quá chừng luôn rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Full từ trong ra ngoài. Tại bây giờ là gần 4 giờ chiều nha cô chú anh chị các bạn. Thank you.
Rồi thôi thì video của bà Cát Tiên quay về chạm xăng buổi chiều hôm nay của bên chợ Nhật Quy, Bến Cát, Bình Dương cũng xin tạm dừng của chú anh chị các bạn. Sẽ cập nhật tiếp cho cô chú anh chị xem, bạn xem nếu mà tình trạng mà còn kéo dài như thế này nữa. Cái xăng này là cái xăng của ông anh của bà Cát Tiên. Xin hẹn gặp lại của chú anh chị các bạn nha.